Thì mẹ em là người phát hiện ra và mẹ em có cái mong muốn là sẽ đồng hành cùng em trên cái bước đường đó. Nhưng mà năm bao nhiêu tuổi em mới đi làm gái? Là năm 2014 à? Sau đó 2 năm là khoảng... 2016? Dạ. Em có đề cập đến việc mẹ phát hiện ra điều đó đó. Thì làm sao mẹ phát hiện ra được em? À, cái khoảng thời gian lúc đó thì khi mà đi học thì em cũng có trang điểm nhẹ nhẹ. Sương sương vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ em cũng để ý và mẹ em cũng... Nghe à? Dạ đúng rồi, cũng lâu. Trang điểm gái luôn hay sao? Dạ không, trang điểm cũng nhẹ thôi. Trang điểm nhẹ cái kiểu như... Dạ. Ừ. Thì cũng lâu cái chuyện đó ra và nói một cái cách nó rất là... Có những cái từ ngữ nó hơi bị đụng chạm đến em. Thì lúc đấy thì em mới nói với mẹ là... Tại vì con sinh ra không phải là con muốn như vậy, mà khi mẹ sinh con ra con đã là như vậy rồi. Mẹ em mới gọi ba em xuống và bảo là bây giờ nó như thế đó, cần đưa đi bệnh viện chữa bệnh rồi đó như thế. Nghĩ là bị bệnh? Dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó thì đa phần mọi người đều nghĩ đó là bệnh. Mà không biết bệnh gì nữa. Bệnh mà không có thuốc chữa. Vậy vậy đó. Cái lúc đó thì em nghĩ là giống như bi kịch nó sắp tới với gia đình mình rồi. Gia đình bắt những đứa con mà có những cái dấu hiệu như vậy đi xét nghiệm hay đến bệnh viện là chỉ có trên TV hay là phim ảnh thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó đến với mình và đến với ngay chính gia đình mình nữa. Thì cái điều đó em rất là sợ. Và khoảng thời gian đó thì em chỉ biết trốn tránh thôi. Và em không có dám đối diện với ba mẹ. Đi học từ sáng sớm và về nhà thì tới tận khuya mới dám về. Rồi đến bao giờ mẹ em mới có thể đồng cảm với em và quyết định đồng hành cùng với em? Cái việc mà em trốn tránh gia đình thì nó cũng diễn ra được vài ngày thôi. Ngày đó là ngày thứ năm. Cái đêm đấy mẹ mới vào, mẹ hỏi em là con thích con trai hả? Hỏi thẳng luôn. Vậy em chỉ im lặng thôi, em không dám nói. Suốt một cái đêm đó thì mẹ em khóc suốt một đêm luôn. Đối với gia đình em và đặc biệt là những giọt nước mắt của ba em hay là của mẹ em thì cái điều đó em... Chuyện nổi. Dạ đúng rồi. Em bảo là thì nếu mà cho dù con có như vậy thì con vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể cho mẹ em thấy được là em là một người sống tích cực chứ không phải là như những gì mẹ em nghĩ. Thì khi mà nhắc đến những cái điều đó thì em vẫn còn hơi cảm xúc. Rồi sau đó thì khi nào em quyết định đi chuyển giới? Sau đấy thì khoảng tầm nửa năm. Khi mà biết cái chuyện này thì cũng có một số bạn bè của mẹ em ở nước ngoài cũng có định hình tư tưởng cho mẹ là cái việc này là cái điều nó rất là bình thường. Tại vì lúc đó mẹ an tâm phần nào mới hỏi em. Nói mẹ mới hỏi là có mong muốn là làm con gái hay không. Con muốn những cái điều đó thì mẹ sẽ đồng hành cùng con. Thì có bà mẹ cũng quá thương con. Có nhiều người gia đình không chấp nhận cho đi chuyển giới đâu. Gia đình chịu như vậy ba mẹ chứ đâu có chịu đâu. Chị đi trốn đó, làm xong xuôi mới cho biết. Không phải ai cũng được như mẹ em. Rồi cái con đường chuyển giới của em á, nó có suôn sẻ không hả? Có gặp trong Nga gì không? Phẫu thuật xong cái ngày thứ hai thì do em cử động quá nhiều nên là vết thương nó bị động. Và em phải liên tục dùng kháng sinh trong suốt 2 tuần. Thì cái khoảng thời gian nó rất là kinh khủng. Tại vì cơ thể của em nó không có hợp với thuốc á. Nó bị... Dẫn à? Dạ đúng rồi, nó sưng hết người lên. 5-6 ngày sau gì đấy thì nó mới bắt đầu thích nghi từ từ và bắt đầu quen dần với thuốc. Em ở bên đó bao nhiêu ngày em mới về? Em ở bên đấy khoảng tầm 21 ngày. Nói về cái vấn đề chuyển giới nhá, thì anh có nghe nhiều chị em chia sẻ rồi là ngoài vấn đề đau đớn hay là sức khỏe ra thì còn về kinh tế nữa. Thì nhà, gia đình em có phải gặp khó khăn về chuyện phải gom góp tiền để mà đủ để tiền cho em đi chuyển giới không? Về kinh tế khi mà cho em đi sang Thái để phẫu thuật thì chỉ có mẹ em là người lo cho em thôi. Ba em thì không có ủng hộ em trong cái việc đấy. Sắp lên sân bay chỉ còn khoảng tầm 3 tiếng nữa thôi thì vẫn không có đủ tiền để cho hai mẹ con. Em thì đã đủ rồi nhưng mà mẹ em muốn là mẹ em cũng đi theo. Thì có những cái chi phí nó phát sinh đó, mẹ em phải bán cái chiếc nhẫn của mình để có thể có đủ tiền để đi cùng em sang Thái. Rồi khi em quay về Việt Nam đó, em đối diện với bố em á thì như thế nào em? Trước khi mà em đi thì em có để làm bức thư cho ba. Cái việc này không phải là em đi để em làm đẹp hay là em cố chứng minh cho mọi người biết em như thế nào. Nhưng mà đây là một cái việc mà nó liên quan đến sự sống chết nữa. Thì em muốn là khi mà em trở về thì ba em cũng xem như là con gái, giống như là chị em. Tại vì trước hơn hết em vẫn là con của ba em. Thì khi mà em để lại bức thư như thế thì em cảm thấy là ba em đã có những cái động thái nó khác. Ba em rất là lo. Ba em gọi điện thoại cho chị em để hỏi là em thế nào và quan tâm, và từ cái khoảng thời gian đó cho tới khi em về Việt Nam luôn. Nhưng mà vẻ bề ngoài thì vẫn lạnh lùng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ở trong lòng là rất là lo lắng, rất là thương con. Ủa em, rồi cái thời gian chuyển giới và nghỉ dưỡng á, nó khá lâu như vậy á, nó ảnh hưởng đến việc học của em không? Khoảng thời gian đó là em đi là ngay học kỳ hè, thì lúc đó em không có phải đi học.
Rồi khi em quay trở về trường, gặp mọi người. Bắt đầu từ năm 2 khi mà em đi học đại học thì em đã bắt đầu để tóc dài và bắt đầu mặc đồ con gái rồi. Khi mà em về thì đôi khi có nhiều người họ cũng không biết là em đi phẫu thuật luôn. Cuộc sống của cô sinh viên Đỗ Nhật Hà và hoa khôi Đỗ Nhật Hà nó khác nhau như thế nào em? Hôm trước thì cũng có một lần em đi với bạn em. Lúc đó là vừa từ Miss International Queen về. Lúc đấy mặc bộ đồ rất là bình thường rồi đi uống nước thôi mà cũng người ta nhìn người ta mới nhận ra. Người ta hỏi bạn em là, ủa bạn nó phải Đỗ Nhật Hà không? Thì bắt đầu lúc đó mình mới nhận thức được là bây giờ cũng nhiều người biết mình rồi, nên là bây giờ ra đường là phải lúc nào cũng phải chỉnh chu, lúc nào cũng phải giữ hình ảnh một cách tốt nhất có thể. Rồi để nói về Miss International Queen nhá, thì cuộc thi đó nó có cái giá trị gì đối với cuộc sống của em? Nó có thay đổi nhiều cuộc sống của mình không? Nó làm cho em trưởng thành nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu tiên em ra quốc tế em thi, thì em còn khá là nhiều những cái thiếu sót của mình. Thông qua cuộc thi thì em nhìn thấy là hiện tại không chỉ ở Việt Nam mình không, mà trên thế giới những bạn chuyển giới họ vẫn sống rất là tích cực, vẫn có thể mang lại những cái điều tốt đẹp cho cuộc sống này, và hơn hết các bạn rất là xinh đẹp và rất là tài năng. Thời gian mà em chuẩn bị cho cuộc thi của quốc tế là bao nhiêu lâu? Cũng khá là gấp. Nói về sự thiếu sót nhá, thì phần thi đêm bán kết của em á, có nhiều ý kiến là nó không được tốt. Sau cái phần thi đó thì em cũng có đọc được một số những cái bình luận, những cái ý kiến trái chiều về em. Hơn hết thì em hiểu là bản thân của mình đã làm rất là tốt. Bên cạnh những ý kiến trái chiều đó thì vẫn có những người họ yêu thương em và họ bênh vực cho em. Thì em cảm thấy điều đó rất, em cũng thành công một phần nào đó khi là em có được cái sự yêu thương từ phía mọi người. Thì có nhiều thông tin là em chỉ đem được 3 bộ đầm dạ hội đi thôi. Nó có phải là một sự thiếu chuẩn bị không, hay là mình chuẩn bị ở trong đó và nó có những cái yếu tố phát sinh khác? Lúc đầu thì ban tổ chức họ yêu cầu là mang 2 cái đầm dạ hội. Một cái là cho bán kết và một cái là cho chung kết. Thì em mang cũng 3 bộ rồi. Cái bộ trang phục mà gây tranh cãi trong đêm bán kết á, khi mà thử ở Việt Nam thì tất cả mọi thứ nó rất là ok. Nhưng mà qua bên đấy, thứ nhất là bị hư giày nè. Cái thứ hai là lúc mà rehearsal cho bữa sáng á, cái bạn mà hỗ trợ em phần thay trang phục á, thì bạn làm đứt dây kéo. Đứt dây kéo? Dạ, phải sửa rất là gấp trong cái ngày hôm đó, theo kiểu là chữa cháy thôi. Nó làm ảnh hưởng tới cái phần thi của em và hơn hết là ảnh hưởng tới cái trang phục nhà thiết kế. Thì cái điều đó là cái điều mà em cảm thấy cũng rất là áy náy với mọi người. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là năm lớp 7. Là biết yêu rồi hả trời? Đúng rồi, lúc đấy là dậy thi rồi mà. Nhanh quá gì. Rồi cứ yêu ai, người bạn chung lớp hay là cứ yêu yêu con trai hả? Con trai gặp hay là sao? Dạ không, mối tình đầu của em là một bạn đồng tính. Đồng tính luôn nè, đồng tính gì? Đồng tính nữ, đồng tính nữ. Đồng tính nữ là sao? Ủa là sao? Ủa là sao vậy? Trời ơi trời. Trời ơi. Tôi nghe như sếp đó. Đồng tính là thiệt không vậy? Thật ra là bạn đó lúc đó là vẫn là một người con gái. Và em thì vẫn là hình ảnh một cậu bé trai, nhưng mà sau này mà lớn lên á thì bắt đầu là cái xu hướng của bạn đó là thành một người con trai luôn, còn em lại là một con gái. Mà thì quen cũng một khoảng thời gian thôi. Rồi quen bao nhiêu lâu là hai người mới không quen nữa, mới cắt đứt? Khoảng tầm 3-4 tháng gì đấy. Rồi sao mối tình đó quen ai? Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì lúc đấy là em quen một bạn nam lớn hơn em 1 tuổi. Con trai giặt luôn? Dạ. Yeah. Thẳng đó không? Cộng thẳng đó, cộng thẳng đó. Rồi sao? Tình yêu chấm nở như thế nào? Quen nhau thì lúc đầu thì em không có dám nói là em là người chuyển giới, và bạn cũng không biết luôn. Kiểu hai đứa cũng đi hẹn hò để đi chơi á. Cái tính của em lúc đó em cũng còn hơi con nít, kiểu em hay giận á. Một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, từ kia cũng thì kiểu con gái cũng hay dãy dãy vậy thôi mà. Thì bạn ấy bị hôm ấy bị té xe, vẫn cố gắng đến để gặp em. Thì mới bảo là ủa lý do tại sao không về, mà tại sao lại đến gặp mình như vậy. Bảo là sợ em giận. Đối xử với mình kiểu cũng rất là tốt như vậy rồi mà mình lại giấu người ta cái chuyện đấy, thì em cảm thấy cái điều đó nó không công bằng với bạn kia. Nên em mới suy nghĩ rất là nhiều trong ngày hôm đó, và em quyết định là em bảo là em là người chuyển giới. Thì sau ngày hôm đó là hai đứa chia tay luôn. Nhưng khi em nói em là người chuyển giới thì bạn đó nói gì? Bạn ấy bất ngờ và bạn đồng ý chia tay với em. Nhưng mà sau khoảng 1-2 ngày gì đấy thì cũng bắt đầu có nhắn tin hỏi thăm em. Như vậy là chắc không có yêu quá. Giờ đâu có yêu chứ chị, nhưng mà người ta phải... Yêu mà sao chia tay? Người ta phải sốc chứ chị. Đúng rồi, rất là sốc. Chứ đâu thể nào mà... Em quen cái anh đó bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 1 tháng. Một tháng? Mới có 1 tháng chứ chưa đậm. Nhưng mà cũng có tình cảm.
có tình cảm thì có tình cảm yêu nhau, nhưng mà ý chỉ là nó không yêu sâu đậm, chứ yêu sâu đậm thì cũng khó bỏ liền lắm. Ví dụ dây dưa 6 tháng, 7 tháng, 1 năm. Chứ cái gì mà yêu mới yêu có 1 tháng là chia tay liền. Su không yêu lắm nè, thiệt. Là coi nó cũng có thích Hà thôi. Rồi sau đó mà lâu mới yêu nữa. Thì cũng có một vài những mối tình nhỏ thôi, nhưng mà một vài. Đến bây giờ chưa có mối tình nào sâu đậm luôn. Dạ. Rồi sau đó tới giờ là không yêu ai hết hết, chỉ có thích vậy thôi, nhưng mà thấy không hợp, không đến nhau vậy, đúng không? Dạ. Em còn đang độc thân à? Dạ đúng rồi. Bây giờ là đang độc thân. Chưa có người vừa ý. Với bản thân em thì em muốn làm những cái điều mà nó nhỏ nhặt nhất, đặc biệt là cho cộng đồng của mình trước, và sau đó nó sẽ lan tỏa ra. Em nhận thấy là thực trạng ở Việt Nam hiện tại á, thì người chuyển giới họ vẫn còn gặp khá là nhiều những hạn chế. Có một số bạn em nhận thấy là khi mà đi học á, họ không có được đủ cái bản lĩnh để có thể đương đầu với mọi thứ, đặc biệt là cái việc mà kỳ thị trong môi trường học đường. Thì em rất là may là khi mà sau khi mà em đã hoàn thành trung học phổ thông rồi, thì em mới bắt đầu là em có một cái ước mơ là em muốn làm con gái. Còn một số bạn thì cái việc đó đến quá nhanh đi, thì các bạn không có đủ những cái tư duy và cái bản lĩnh của mình để có thể vượt qua những cái điều đó. Thì em mong muốn là ở Việt Nam của mình á, thì cái vấn đề mà để tạo điều kiện cho các bạn, đặc biệt là trong môi trường học đường, nó sẽ phát triển hơn và nó ngày một thoáng hơn.